Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV. Bữa nay kênh Hoàn Toàn TV có dịp qua chùa Brick Pinton cập nhật thông tin ghe ngôi chùa Brick Pinton đóng mới năm 2023 như thế nào để cho cô chú anh chị và các bạn xem và biết thông tin về chiếc ghe ngôi của chùa Brick Pinton. Ở đây là chạy ghe ngôi của chùa Brick Pinton của chú bạn ha. Như vậy là Brick Pinton sẽ quyết định đóng một chiếc ghe ngôi mới vào năm 2023 là do nghệ nhân đóng ghe ngôi Danh Vũ đóng. Bây giờ hiện tại là nghệ nhân đóng ghe ngôi Danh Vũ hiện tại đang đóng chùa Sarikandan, chùa Băng Tanh Sa, chùa Brick Ampu và chùa Lộ Mới. Như vậy là các chùa đó đóng xong thì nghệ nhân đóng ghe ngôi Danh Vũ sẽ quay về chùa Brick Pinton để đóng chiếc ghe ngôi mới cho chùa Brick Pinton. Như vậy là chùa Brick Pinton năm nay sẽ có một chiếc ghe ngôi mới để tham gia thi đấu mùa giải lễ hội Ốc Mốc năm 2023 diễn ra tại Sóc Trăng. Và đây là ba chiếc ghe ngôi cũ của chùa Brick Pinton, 4 chiếc luôn ha. 5 chiếc luôn các chú bạn, không phải 4 chiếc, trong này một chiếc nữa. Và trên này là có hai chiếc ghe ngôi mini và hai chiếc ghe ngôi thi đấu là ghe lớn. Bây giờ mình sẽ review chiếc ghe ngôi lớn trước ha. Đây là chiếc ghe ngò thi đấu vào năm 2022. Đây là chiếc ghe ngò này là thi đấu vào năm 2022 và cũng thi đấu không có thành công. Không có thành công thì nhà chùa quyết định đóng một chiếc ghe ngò mới để tham gia lễ hội Ốc Mốc năm 2023 diễn ra tại Sóc Trăng. Như vậy là ghe ngò chụp Brick Pinton năm 2022 là mang miệng bằng số là 12. Đây là thuộc về ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Và cái linh vật của chùa Brick Pinton đó là một con cá mập. Một con cá mập đó, một con cá mập dưới phần trên đầu ghe thì có một nàng tóc đen mặt xanh mà mình không biết cái kêu bằng như thế nào. Anh Thăng có biết kêu người sao không? Anh Thăng đận hết cái này không biết như nàng tiên vậy mà không biết tiên gì đó. Gì hả đó đội mạo đội gì đó cha chỉ về phía trước đó. Đây là con cá mập ha. Đây là chiếc ghe ngò thi đấu vào năm 2022 của chùa Brick Pinton. Như vậy là chiếc ghe ngò này đóng vào năm 2014. Chiếc ghe ngò này đóng vào năm 2014 là do nghệ nhân đóng ghe ngò Danh Vũ và đóng vào 2014 là đóng dưới chiếc ghe ngò Cuồng Tích Cá của huyện Bình Chị. Và năm nay là tiếp tục là Danh Vũ năm 2022. 23. Danh Vũ tiếp tục đóng luôn. Đây có 3 chiếc ghe ngò lớn. Hai chiếc ghe ngò đóng dán mình rồi một chiếc ghe ngò độc mộc và hai chiếc ngò mini. Chiếc ghe ngò độc mộc nằm bên kia. Hai chiếc mini và ba chiếc ghe ngò lớn và một độc mộc ghe độc mộc nằm bên kia đó. Đây chiếc ghe ngò nhìn nó đẹp ha. Chiếc ghe ngò này đóng vào 2014 nè. Chiếc ghe ngò này là đóng với chùa ghe ngò chùa Cuồng Tích một năm và chiếc ghe ngò Cuồng Tích đã đóng chiếc mới nữa rồi, nhưng mà bác Tôn mới đóng vào năm nay đây. Cái này cũng 6 7 năm rồi ghe này. Đúng rồi. Tiến độ công nhân nữa bên nhà chùa cũng đóng thêm một chiếc mới năm nay. Ở đây cũng có cửa ra sau luôn các bạn ha. Đây phần lái sau của chiếc ghe ngò chùa Brick Pinton. Quá trời nha, dầm quá cột luôn, còn nhỏ nữa. Không, dầm đó là ta bơi ghe mini. Bơi mini. Đó. Nay cập nhật anh em xuống đây cập nhật thông tin ghe ngôi chùa Brick Pinton đóng mới như thế nào để cho cô chú và bạn xem. Phía này mini phải không Điền, không hai chiếc nam. Đây là chiếc ghe ngôi mini để nhà chùa bơi lễ San Luta nè, bơi trong xóm nè ha. Hai chiếc độc mộc bên đó, độc mộc á. Đây là chiếc ghe ngôi mini của các bạn ha, của chùa Brick Pinton. Đây mình thông qua đây thông tin để cho cô chú và bạn xem. Biết thông tin về ghe ngò chùa Brick Pinton như thế nào thì mình sẽ cập nhật thông tin cho cô chú bà xem chừng nào ghe ngò chùa Brick Pinton đóng mới ha. Đây chiếc ghe ngò mini. Đây có hai chiếc ghe ngò mini cho cô chú bạn. Đây chiếc bên đây và phía bên đây. Về Brick Pinton thì vào năm 2022 thi đấu không có thành công thì nhà chùa quyết định đóng một chiếc ghe ngò mới do nghệ nhân đóng ghe ngò Danh Vũ đóng ha. Dán cũng đã kéo tới chùa của chú bạn ha. Dán hiện tại là sư đang
lấy cái tấm bạt che lại sợ cái mưa lại ướt các bạn. Đó, bữa nay mình mới cập nhật thông tin cho cô chú bạn xem chiếc cây ngoi chụp đế trên tung chuẩn bị đóng mới như thế nào. Đây chiếc ngoi mini và bên đây cũng có bàn thờ cúng chỗ cây ngoi ha. Đây đó. Chắc 100% luôn á này, hồi xưa mà đó, chiếc gờ đầu bọc mà phía này là cũng hình có mập luôn các bạn ha. Đây hai chiếc cây ngoi đều hình có mập hết đó. Đây để mình đi quay cái ghe ngò độc mộc coi. Đây cái ghe độc mộc bên phía này đó. Đây thì cũng có chiếc cà hâu luôn mà hư luôn nè có chiếc cà hâu ở đây luôn mà hư ha. Đây ghe độc mộc của chùa Đế Trần Tông, mình cũng không biết ghe độc mộc này có từ mấy năm nữa mình không biết, mình chỉ biết là chùa này có ghe độc mộc thôi. Đây của chùa Đế Trần Tông đó. Đế Trần Tông bây giờ có hai chiếc ngò mini và hai chiếc gò lớn, tính luôn cái chiếc ghe ngò của độc mộc nữa là 5 chiếc là chùa Đế Trần Tông. Hiện tại cũng có 5 chiếc ghe ngò ha, giống như chùa Tùng Lúc hiện tại cũng có 6 chiếc ghe ngò, tính luôn cái chiếc ghe ngò của độc mộc luôn. Đây có cu doanh ở sau nữa, có vẻ bùa ở đây, sau nữa hình có mộc đó chú bạn. Mà anh có biết hình này hình ta kêu sao không Thắng? Mình cũng không biết nữa nè. Nàng gì không biết, nàng tiên không biết gì ha. Không biết nàng tiên hay nàng gì, bị gì có trong sách vở mình cũng không có gành. Ai có tu có học mới biết cái lịch sử của cái cô này nè. Cái nàng này nè. Đó bộ sao à, hình là ấy à. Gì hình gì anh Thiện Phương này. Doanh hả? Doanh. Thằng Thắng Doanh hả? Ờ Doanh. Đây hình hai chiếc cây ngon đều hình cá mập hết ha các bạn. Đó cái này cá mập phun lửa, đây hình cá mập phun lửa là ghe ngon chuột Đế Trần Tông. Hồi đó hình như Đế Trần Tông không có để hình nàng để, hình như để hình cá mập luôn vậy á. Bây giờ mới, mới đổi lại ờ mới đổi lại á. Hồi ra chỗ dán ra cho bà con xem mới được, thấy được rồi. Nhìn rất đẹp ha. Để mình sẽ qua quay cái dáng, quay dáng đóng ghe ngò dáng mới của chùa Đế Trần Tông cho cô chú bạn xem ha. Đó. Để coi mình sẽ qua quay cái qua quay dáng mới anh Thiện này. Rồi gì ha, mình sẽ đi quay dáng đóng ghe ngò cho bạn xem ha. Rồi đây là dáng đóng ghe ngò của chùa Đế Trần Tông các chú bạn ha. Đây. Dán rất đẹp, dán màu rất đỏ luôn Thắng hả? Đỏ lộn luôn hả? Anh có dở chỗ nào một khúc cho khán giả xem không? Đó, bên bển đẹp quá, cái đầu bên bển có dở được. Vậy hả? Đây nè. Sơ trùng lại ha, sợ mưa ha. Sơ sợ mưa lại ướt á. Sơ trùng tấm bạc lại nè. Để dán, để dành đóng chiếc ghe ngon của chùa Đế Trần Tông. Đó, đây. Đây dán đỏ lòm luôn, dán sơ trùng lại sợ hư á. Đây dán nè đỏ lòm ha, đỏ lòm lên Thiện đó. Dán này sau sao cam, dán này dán sao cam, sao cam nhìn nó đẹp hơn chứ dán này ha. Đó. Nói chung là ghe này đóng mình qua cập nhật đó, giao ghe được khởi công á, giờ mình chưa biết ngày khởi công đó. Đây là toàn cảnh của ngôi chùa, đây là chứ đây là ngôi chính điện của chùa Đế Trần Tông. Đây là ngôi chính điện của chùa Đế Trần Tông của chú bạn ha. Đây ngôi chính điện này khánh thành vào năm 2010 đó, cũng được mười mấy năm rồi, 13-14 năm ha. Đây đó, rồi phía này thì cũng có rất là nhiều tháp của ngôi chùa ha, cũng có rất nhiều tháp ngôi chùa. Đây tháp cũng rất nhiều. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Đế Trần Tông. Đó, đây toàn cảnh của ngôi chùa. Đây toàn cảnh này của chùa Đế Trần Tông. Bữa nay mình quay một đoạn video ngắn cho cô chú bạn xem ghe ngôi chùa Đế Trần Tông đóng mới như thế nào và ngôi chùa hiện tại đẹp như thế nào thì mình sẽ có cô chú thường chiêm ngưỡng ngôi chùa Đế Trần Tông. Đây toàn cảnh của ngôi chùa ha. Đó. Toàn
cảnh của ngôi chùa Brick Minh Tôn. Ở phía này là ngôi chính điện ha. Phía này. Thôi vậy là clip của mình cũng tới đây kết thúc thôi, mình quay video ngắn đây để gửi đến cho cô chú anh chị Hoàng xem thông tin ghe ngò đóng mới tại tỉnh Sóc Trăng và sửa chữa như thế nào. Cô chú Hoàng xem nhớ đăng ký kênh. Mình xin chân thành cảm ơn cô chú Hoàng rất nhiều.